Duy Hà Nội phố xin mến chào quý vị. Trong các con phố cổ của Hà Nội, có lẽ không con phố nào khi chúng ta đi qua lại cảm nhận được mùi thơm dịu ngọt của các vị thuốc đông y tỏa ra từ các cửa hàng ven đường. Đây là tuyến phố duy nhất được Hà Nội định hướng phát triển chuyên doanh Đông Nam Dược của thành phố, đồng thời cũng là địa chỉ du lịch không thể bỏ qua của du khách khi đến với thủ đô. Khi đến với tuyến phố cổ này, du khách sẽ vô cùng ngạc nhiên vì con phố vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ điển, vừa trầm lặng vừa hiện đại. Đặc biệt, hương thơm của các loại thuốc khiến quý vị cảm thấy thư thái và bớt mệt mỏi hơn. Khu phố không chỉ nổi tiếng là nơi bán thuốc đông y lớn nhất Hà Nội, mà còn được biết đến với món phở gà trộn bán vào buổi tối. Nói tới đây, quý vị đã nhớ tới tuyến phố nào chưa? Nếu quý vị nhớ rồi, thì quý vị đã thực sự hiểu về nó. Trước khi xem tiếp video, quý vị nhớ nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, tuyến phố hôm nay, Duy muốn giới thiệu với quý vị đó là phố Lãn Ông. Phố dài khoảng 180m. Cách Hồ Gươm khoảng 200m về hướng Bắc. Phía đông giáp với ngã tư phố Hàng Ngang, Hàng Đường và nối với phố Hàm Buồm. Phía tây giáp với ngã tư phố Thuốc Bắc, Hàng Vạn, đoạn giữa các ngã tư phố Trà Cá và Hàng Cần. Vào cuối thế kỷ thứ 19, thực dân Pháp chiếm Hà Nội, đặt tên phố là Rue de Phao Kiên, dịch tiếng Việt là phố Phúc Kiến, vì có rất đông Hoa Kiều gốc tỉnh Phúc Kiến đến cư ngụ. Còn tên Lãn Ông thì được đặt thay phố Bác sĩ Ca Mét, tức phố Nguyễn Cao ngày nay. Năm 1949, đổi tên thành phố Lãn Ông. Những lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên này. Phố Lãn Ông ngày nay thuộc phường Hàng Đào, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Phố Lãn Ông vốn thuộc đất thôn Hậu Đông, Hoa Môn, Tổng Hậu Túc, huyện Thọ Xương cũ. Khoảng giữa thế kỷ thứ 19, từ cuối đời vua Minh Mệnh đến đầu đời vua Thiệu Trị, thôn này hợp với thôn Đông Hoa Môn và Đông Hoa Nội Tự trở thành thôn Đức Môn. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí vào thời Nguyễn có chép phố Phúc Kiến bán đồng. Trong sách Chuyến đi chơi Bắc Kỳ của Trương Vĩnh Ký năm 1870 cũng nói đến phố, đó là bán đồ đồng, đồ sắt. Đồng bán ở đây là đồng thỏi ngày xưa người Tàu được khai thác từ mỏ quặng Tụ Long, tỉnh Cao Bằng ở biên giới về. Đồng còn thấy bán cả ở phố Hàng Ngang, phố Phúc Kiến ở gần chợ Đông Thành, có khu thợ thủ công đồng sắt ở phía bên trái cửa đông. Theo Ngô Thị Sĩ, ở đằng ngoài đến cuối thế kỷ thứ 17, có khoảng 5 tới 6 vạn người Hoa ở rải rác khắp nơi. Nhưng tập trung nhiều thương nhân nhất lúc bấy giờ là hai trung tâm buôn bán, Kẻ Chợ, tức Thăng Long, Hà Nội ngày nay, và Phố Hiến, thuộc Hưng Yên. Trung tâm Kẻ Chợ là nơi tập trung hàng hóa từ các miền phục vụ cho các tầng lớp quan lại và người dân kinh thành. Còn Phố Hiến là trung tâm giao dịch hàng hóa quốc tế, vừa là nơi tập trung nhưng cũng vừa là nơi phân phối hàng hóa cho các vùng miền khác nhau. Phố Phúc Kiến, vì đây là khu vực cư ngụ được phép của Hoa Kiều tỉnh Phúc Kiến. Họ được tổ chức thành bang và có nhà hội quán Phúc Kiến, hiện nay ở số nhà số 42. Hội quán Phúc Kiến chiếm một khu đất rộng. Khi xây nhà hội quán có thêm hai ngôi nhà gác ở hai bên, số 40 và số 44, họ cho thuê để lấy lợi tức cho hội. Số lượng người Hoa Kiều Phúc Kiến ít hơn số lượng người gốc tỉnh Quảng Đông. Ở Hà Nội, họ phần đông là chủ những hiệu buôn hàng thực phẩm, món hàng cung cấp chủ yếu cho nhà binh trong thành và cho người Âu ở các phố Tây. Nên những cửa hàng thực phẩm của người Phúc Kiến phân tán đến các đầu đường phố gần trại lính và khu phố Tây. Thời đó, phố Phúc Kiến có một số gia đình người Minh Hương, họ Vương, họ thờ Tổng Thái Hậu ở trong nhà hội quán. Còn người Tàu Phúc Kiến dùng nhà hội quán làm nơi hội họp. Người Việt Nam ở phố này cúng lễ riêng, hoặc theo về đình Đức Môn, hoặc theo về đình Xuân Yên. Phố Phúc Kiến dài 180m,
có 60 nhà bên phía bắc dãy số chẵn, 71 nhà bên phía nam dãy số lẻ. Phố này mới được mở mang cho mãi đến năm 1920. Chỗ đầu phố giáp với phố Hàng Đường, hãy còn vướng một ngôi nhà ra đến nửa lòng đường, khiến xe tay, xe bò khó qua lại. Đó là bức tường của nhà ông Lang Hoạch. Chỗ tường đó dán những tờ tuyên truyền của nhà nước bảo hộ dân chúng mua quốc trái. Sau bức tường đó được phá bỏ, đường phố rộng thêm. Những năm 20 đầu thế kỷ, trong phố Phúc Kiến, hầu hết là nhà một tầng. Dần dần lác đác có nhà hai tầng. Nhà làm theo kiến trúc cổ, nhà ngoài dài 6-7 mét, rồi đến sân giữa chung quanh che mái, có ao con ở giữa chỗ phố Hàng Sơn. Ngôi nhà đầu tiên xây 2 tầng ở phố Phúc Kiến là nhà số 53. Trên gác để làm nhà kho chứa thuốc để bán. Phố Phúc Kiến có một nghề chính là buôn thuốc bắc. Cửa hàng bán thuốc bắc có từ sớm, quang cảnh cửa hàng bán thuốc cũng giống như cửa hàng các phố khác. Ban ngày những tấm cửa lùa hạ xuống kê trên mễ và bậu cửa. Trên bày bán những thùng đựng các vị thuốc sống, những thứ quý thì đựng trong túi vải, cất trong ngăn tủ gỗ kê sát tường. Dưới nền nhà là dao cầu, thuyền tán dùng cho việc bào chế thuốc. Cửa hiệu có bán lẻ thuốc bắc kèm theo thuốc nam. Thuốc nam có vỏ quýt, sa sâm, quế chi, hạt sen, bán hạ. Những nhà buôn thuốc bắc ở phố Phúc Kiến thời kỳ đầu là những người ở làng Đa Ngưu thuộc huyện Văn Giang, Hưng Yên bây giờ. Cũng như ở các phố khác, nghề bán thuốc ở trong tay phụ nữ, con gái đều biết chữ nhỏ, thuộc tên thuộc mặt tất cả các vị thuốc, xem đơn cần thuốc thành thạo. Người làng Đa Ngưu vốn có nghề buôn bán thuốc sống đi rong. Họ phó ra lập nghiệp ở Hà Nội, buổi đầu cũng chỉ mới có dăm ba nhà, cửa hàng nhỏ, thuốc buôn lại của các cửa hiệu lớn người Tàu bên phố Hàng Buồm, Hàng Bồ. Từ năm 1979, người Hoa Kiều rời khỏi phố này. Hiện nay, chỉ còn 1-2 gia đình người Việt gốc Phúc Kiến ở đây. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bồ, phố Lát Ông có trên 70 cơ sở kinh doanh Đông Nam Dược, chiếm khoảng 90% tổng số nhà mặt phố tại đây. Thưa quý vị, không chỉ là một con phố đẹp bởi những ngôi nhà được bảo tồn theo quy chuẩn, phố Lát Ông còn đẹp hơn bởi có hội quán Phúc Kiến, một công trình tín ngưỡng, nơi hội họp của bà con Hoa Kiều trước kia. Hội quán được xây dựng năm 1817 với lối kiến trúc độc đáo gồm tòa phương đình, tam quan, sân, hậu cung. Hội quán Phúc Kiến tọa lạc ở số nhà 40, phố Lan Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo năm 2015, hội quán đã trở thành một công trình điển hình cho việc trùng tu các di tích trong khu vực phố cổ nói riêng và Hà Nội nói chung. Theo những miêu tả trên văn bia, thì hội quán Phúc Kiến hiện nay vẫn giữ nguyên được quy mô của lần tu sửa vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 14, tức năm 1925. Với khối kiến trúc đá đồ sộ trong một khuôn viên rộng lớn, quy hoạch mặt bằng của di tích bao gồm tam quan, sân, phương đình, hậu cung, khu học hiệu nằm phía sau. Tam quan là một nếp nhà ngang ba gian, xây gạch kiểu đầu hồi bít đốc với các bộ vì gỗ kiểu trồng rường hai hàng chân. Trong kết cấu trên, cột phía ngoài được làm vuông, tạo gờ ở các cạnh, hệ thống dép đỡ hoành thì làm dài, uốn theo vân mây cuốn vươn ra khoảng không. Đỡ đầu hoành có một cốn tai cột, hoặc gọi là củng đơn, trang trí hình rồng. Dưới xà ngang là hình một con ve hoặc một con sư tử có tác dụng trang trí và đỡ xà nách. Phía bên trái tam quan có một số tranh đá vẽ về đề tài phong cảnh gắn trên tường. Diềm lá tàu được chia thành những ô trang trí. Ô thì khắc thơ, ô thì hoạt phong cảnh, có ô lại là hình hoa lá. Qua một khoảng sân rộng là tới phương đình. Nếp nhà này được xây dựng với mục đích dùng làm nơi hội họp của bản phố. Nhà được xây kiểu trồng diêm tám mái, nhưng phần cổ diêm ở đây hầu như không nhìn thấy. Bộ khung gỗ gồm 4 cột góc đỡ, đao và 2 bộ vì đỡ, nóc mái. Tên phố Lãn Ông được bắt nguồn từ biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông của Lê Hữu Trác, một vị danh y nổi tiếng có nhiều đóng góp to lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, người kế thừa xuất sắc sự nghiệp Nam Dược Trị Nam Nhân của Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Lãn Ông
sinh năm 1720, mất năm 1791, tức Hải Thượng Lãn Ông, là tên hiệu của Lê Hữu Trác. Ông quê làng Liêu Xá, nay thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhưng chủ yếu lại sống ở quê mẹ là làng Tỉnh Diễm, nay thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc nhỏ theo cha ăn học ở Thăng Long. Năm 20 tuổi, cha mất, ông về quê nuôi mẹ và chuyên về y học. Qua 30 năm làm thuốc, ông đã để lại nhiều tác phẩm giá trị đặc biệt là bộ Y Tông Tâm Tĩnh, Bách Gia Tân Trang, Hành Giản Chân Như gồm 63 quyển. Đương thời, ông nổi tiếng là một danh y. Năm 1781, chúa Trịnh Sâm triệu ông ra Thăng Long chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Ông có thuật lại sự việc trong quyển Thượng Kinh Ký Sự, là một tác phẩm văn học có giá trị. Tên ông được đặt cho nhiều đường phố trên khắp Việt Nam, như tại Hà Nội có phố Lãn Ông, ở thành phố Uông Bí, từ phố Tuệ Tĩnh đến phố Hữu Nghị, ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đường Võ Văn Kiệt đến Học Lạc, v.v. Tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho phép Học viện Quân y Việt Nam có thêm tên mới là Trường Đại học Y Dược Lê Hữu Trác để sử dụng trong giao dịch dân sự và hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và điều trị. Viện bỏng quốc gia mang tên Lê Hữu Trác cũng thuộc Học viện Quân y. Thưa quý vị, phố Lãn Ông nổi tiếng không chỉ là khu phố thuốc đông y mà còn được biết đến với món phở gà trộn. Bát phở gà trộn ở đây đầy đặn, sợi phở dai, miếng thịt gà da vàng giòn. Thịt lại mềm cùng với nước dùng ngọt thanh sẽ khiến ăn một lần còn nhớ mãi. Nếu quý vị đến đây, địa chỉ quán nằm ở số 65 Lãn Ông và chỉ mở từ khoảng 6 giờ tối. Quán nhỏ trên vỉa hè. Nghề thuốc ở con phố này là cha truyền con nối từ bao đời nay. Đa phần không qua trường lớp đào tạo bên ngoài mà thường lấy bí kíp gia đình làm cốt yếu. Nhiều người dân phố Lãn Ông vẫn nhớ như in cái không khí sôi động của con phố hồi cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Thời mà nơi đây được coi là trung tâm buôn bán các mặt hàng Đông Nam Dược với số lượng lớn. Khách buôn khắp cả nước đổ về đây cất hàng. Vào năm 2014, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với một số hộ dân ở đoạn cuối phố Lãn Ông đã cho cải tạo những mặt tiền xuống cấp nhằm bảo tồn nghề truyền thống đặc biệt của con phố này. Thưa quý vị, con phố nhỏ hẹp, thoang thoảng mùi thuốc bắc. Khi chúng ta đặt chân vào phố là những gói thuốc giấy treo khắp các cửa tiệm. Nếu có dịp đến với phố cổ, quý vị hãy ghé thăm phố Lãn Ông và chiêm ngưỡng khu chợ thuốc đông y lớn nhất thủ đô này nhé. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nhớ nhấn like, đồng hộ kênh cũng như hãy nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.